Phải, chân trái kéo chùm phải, hai tay đưa ra chéo trước bụng, bàn tay úp, ngang trái, chân phải kéo chùm trái, hai tay mở chết bên hông, bàn tay mở, thực hiện lặp lại 4 lần. Chân phải bước lên, chân trái kéo theo chùm phải, hai tay chéo trước bụng, bàn tay úp, chân trái lùi xuống, chân phải kéo theo chùm trái, hai tay chết bên hông, bàn tay mở, thực hiện lặp lại 4 lần. Chân phải bước chéo trên chân trái điểm chéo, hai tay chéo trước ngực, chân trái bước chéo trước chân phải điểm, hai tay chết xuống bên hông, bàn tay mở, chân phải bước lên, tay phải chéo trước ngực, chuyển trọng tâm vào chân trái, tay phải đưa thẳng lên cao, vòng sang phải, tay kết hướng trái, ngược lại.
về giữa chân trái trụ và điểm chân phải, hai tay mở chết hai bên hông, bàn tay mở, chân phải bước lên, tay phải chéo trước ngực, tay phải đưa về trước mặt, chân trái điểm lên trước, chân trái lui về sau, tay phải kéo về trước ngực, lặp lại hai lần. Chuyển trọng tâm chân phải, hai tay đưa cao sang phải, ngược lại, lặp lại 4 lần. Về giữa, chân phải trụ và điểm chân trái, hai tay mở chết hai bên hông, bàn tay mở, sang phải, chân phải trụ, chân trái kéo chùm, hai tay guộng ngón, mắt nhìn theo tay, ngược lại, lặp lại 2 lần. Chân phải bước lên kéo theo chân trái đã cao, hai tay đẩy lên cao trên đầu, chân trái lui về kéo theo chân phải điểm chân, hai bàn tay kéo về hai bên đuôi mắt, lòng bàn tay quay ra ngoài, chân phải bước trụ và chân trái tiến xoay một vòng về phía phải, hai tay đưa cao mở vòng tròn xuống hông, chân phải bước chéo trên chân trái điểm chéo, hai tay chéo trước ngực, chân trái bước chéo trước chân phải điểm, hai tay chết xuống bên hông, bàn tay mở, chân phải bước lên, tay phải chéo trước ngực, chuyển trọng tâm vào chân trái, tay phải đưa thẳng lên cao, vòng sang phải, tay kết hướng trái, ngược lại. Về giữa, chân trái trụ và điểm chân phải, hai tay mở chết hai bên hông, bàn tay mở, chân phải bước lên, tay phải chéo ngược, chân trái bước lên, tay đưa lên trên trước mặt. Chuyển trọng tâm chân phải, hai tay đưa cao sang phải, ngược lại, lặp lại 4 lần. Về giữa, chân phải trụ và điểm chân trái, hai tay mở chết hai bên hông, bàn tay mở, sang phải, chân phải trụ, chân trái kéo chùm, hai tay guộng ngón, mắt nhìn theo tay, ngược lại, lặp lại 2 lần. Chân phải bước lên kéo theo chân trái đã cao, hai tay đẩy lên cao trên đầu, chân trái lui về kéo theo chân phải điểm chân, hai bàn tay kéo về hai bên đuôi mắt, lòng bàn tay quay ra ngoài, chân phải bước trụ và chân trái tiến xoay một vòng về phía phải, hai tay đưa cao mở vòng tròn xuống hông, chân phải bước chéo trước chân trái, xoay người về phía phải, xoay nửa vòng, bàn tay mở hướng từ trong ra ngoài ngang bụng, ngược lại, chân trái trụ, hai tay chéo trước ngực, chân phải bước lên chéo phải, chân trái bước lên chéo trái, hai tay để sau lưng. Chân phải lui chéo xuống trái, chân trái lui chéo xuống phải, hai tay để sau lưng. Chuyển hông sang phải, trọng tâm chân phải. Chân phải bước lên, tay phải chéo ngực. Đẩy tay lên phía trước mặt. Chân trái bước lên, tay trái chéo ngực và đẩy tay lên phía trước mặt. Chân phải bước lên chéo phải. Chân trái bước lên chéo trái, hai tay để sau lưng. Chân phải lui chéo xuống trái. Chân trái lui chéo xuống phải, hai tay để sau lưng. Chân phải lui ra sau, hai tay kéo chéo ngang trước ngực. Chân trái kéo sâu, chân phải chùm gối. Đồng thời hai tay mở ngang ra hai bên hông, bàn tay mở. Đứng thẳng lên về giữa, hai tay thẳng sát bên hông. Chân phải tiến lên, hai tay đưa chết ve cao. Lòng bàn tay quay vào nhau. Chuyển trọng tâm chân phải, trái, hai tay vẫn đưa cao, chân trái tiến lên, chùm chân phải, hai tay đánh vòng xuống hai bên, về giữa, chân phải trụ và điểm chân trái, hai tay mở chết hai bên hông, bàn tay mở. Chân phải bước chéo lên, hai tay chéo ngực, chân trái bước chéo lên, hai tay đưa chết xuống. Chân phải bước lên chéo, hai tay chéo ngực. Chân trái tiến, tay phải vẫy chào sang phải. Chân phải lui, tay vẫy chào sang trái. Chân trái lui, tay vẫy chào sang phải. Lặp lại 3 lần. Chân phải lui ra sau, tay phải đưa vòng trên đầu và vòng tay ra sau, rồi đưa ra trước mặt, mắt nhìn tay. Xoay người về phía trước, đồng thời chuyển tay về phía trước ngực, chuyển trọng tâm chân phải, hai tay đánh chéo trước ngực, hai tay đánh qua phải, qua trái,
chuyển trọng tâm chân trái, hai tay đánh chéo trước ngực, hai tay đánh qua phải, qua trái, lặp lại 4 lần. Chân phải bước xoay góc trái, hai tay chuyển làm sóng, mỗi hướng 2 nhịp, thực hiện 4 hướng. Chân phải trụ xoay người về phía phải, hai tay chéo ngược, chân trái đưa lên trước, chân phải điểm, hai tay đánh xuống về phía sau, bàn tay mở, chân trái đưa ra sau, chân trái điểm, hai tay úp vào ngực, chân phải trụ, tay phải đưa cao sang phải, mắt nhìn theo tay, xoay người về phía trái, hai tay chéo ngực. Chân phải đưa lên trước, chân phải điểm, hai tay đánh xuống về phía sau, bàn tay mở, chân phải lui sau, chân phải điểm, hai tay chéo ngực, lặp lại 2 lần. Đi một vòng về phía trái, tay vẫy cao trên đầu. Chân phải trụ, kéo chùm chân trái, tay vòng qua đầu xuống hông. Chân trái trụ, kéo chùm chân phải, tay vòng qua đầu xuống hông. Chân phải bước lên trước, hai bàn tay mở từ dưới lên cao, thực hiện 2 vòng tay. Kết, giơ hai tay lên cao hình chữ V, bàn tay mở.